đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Linh Ly kể chi tiết về 14 ngày tại khu cách ly, như đi nghỉ dưỡng không đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng. Khi đến đây tôi được nhiều người nhận ra rồi cùng chơi chung khá vui vẻ. Không chỉ thế, tôi cũng được các bạn tặng cho nhiều đồ ăn nữa, Linh Ly cho biết. Tính đến nay, Linh Ly đã cách ly được 3 ngày kể từ khi trở về trong chuyến du lịch từ Hàn Quốc ngày 6 tháng 3. Mọi hoạt động trong khu cách ly của nam ca sĩ luôn thu hút đông đảo sự chú ý. Cũng như Châu Bùi, Linh Ly tiết lộ mình được chăm ăn uống đủ chất, thậm chí còn chiều hướng tăng cân rõ rệt. Với Linh Ly, khoảng thời gian cách ly tại đây không đáng sợ, thậm chí anh còn ví mình như đang được đi nghỉ dưỡng. Cụ thể có những gì trong khu cách ly 14 ngày? Hãy cùng chúng tôi giải đáp câu hỏi đó với Linh Ly trong những chia sẻ dưới đây. Cách ly không đáng sợ như tưởng tượng. Lần đầu chia sẻ về khoảng thời gian này với chúng tôi, Linh Ly cho biết, khi nhắc đến cách ly ai cũng sợ. Nhưng đã ở trong khu này rồi thì mới biết mọi thứ thật sự không như mọi người vẫn nghĩ. Khi đến đây tôi đã được chỉ dẫn rất nhiệt tình, đăng ký và xếp phòng. Đúng giờ còn được mang đồ ăn lên tận nơi. Theo đó tôi thường chọn những món dễ ăn trong các bữa chính của mình. Ngoài ra tôi vẫn được hoạt động tự do trong khuôn viên, miễn là phải đeo khẩu trang. Hàng ngày tôi đều được phát quần áo, khi thay ra lại để vào một chỗ để khử trùng. Chúng tôi cũng được đo thân nhiệt một ngày hai lần. Nếu không có triệu chứng gì về sức khỏe thì sau 14 ngày sẽ được ra ngoài thôi. Linh Ly tiết lộ về cuộc sống tại khu cách ly sau khi trở về từ Hàn Quốc vào ngày 6 tháng 3. Anh chia sẻ với chúng tôi loạt hình không gian tại khu cách ly được khử trùng sạch sẽ. Đồ ăn được đem đến tận nơi cho mỗi cá nhân đang trong thời gian cách ly. Được khán giả nhận ra và tặng nhiều đồ ăn tại khu cách ly. Tiếp tục về câu chuyện cuộc sống tại khu cách ly, Linh Ly kể thêm, khi đến đây tôi được nhiều người nhận ra rồi cùng chơi chung khá vui vẻ. Không chỉ thế, các bạn thương yêu còn tặng cho tôi rất nhiều đồ ăn. Thật sự tôi vui lắm. Thời gian rảnh còn lại tôi nghe nhạc xem phim. Đi cách ly mà cứ như đi nghỉ dưỡng vậy đó, cứ đà này tôi sẽ thành heo mất. Cười lớn. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, tôi khuyên mọi người không nên quá lo lắng. Chúng ta cần đeo khẩu trang thường xuyên, rửa tay đúng cách và hạn chế ra nơi đông người để bảo vệ an toàn cho sức khỏe của bản thân cũng như mọi người xung quanh. Linh Ly còn được khán giả tặng nhiều đồ ăn khi ở trong khu cách ly. Thời gian rảnh rỗi, anh thường chọn xem phim nghe nhạc. Linh Ly cho biết khoảng thời gian cách ly giống như đang đi nghỉ dưỡng. Không nhận việc trong thời gian cách ly nên không vướng bận nhiều. Về vấn đề công việc, Linh Ly tiết lộ khoảng thời gian này anh chưa nhận bất cứ công việc nào nên không vướng bận gì nhiều. Sau 14 ngày, nếu sức khỏe tốt và được trở về, anh sẽ tiếp tục quay trở lại với những kế hoạch mới. Tinh thần vì cộng đồng trong diễn biến phức tạp của dịch của Linh Ly không chỉ được thể hiện qua việc khai báo chính xác những nơi chốn đã đi qua trước khi về Việt Nam. Trước đó, anh từng chia sẻ chắc chắn sẽ cách ly ưu tiên cho sự an toàn của mọi người. Cách ly cũng không sao mà, miễn an toàn là được. Sự tự giác và tinh thần tích cực của Linh Ly từ khu cách ly đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, khích lệ của mọi người. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ai cũng cần có trách nhiệm và ý thức để bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như cộng đồng. Cộng đồng mạng Hàn Quốc vui mừng mỉa mai khi Việt Nam có thêm ca nhiễm mới. Chúng mày phát bệnh rồi nhé, bọn Việt Nam ngu ngốc. Sau khi Việt Nam có thêm những ca dương tính virus corona, thì ngay lập tức cộng đồng mạng Hàn Quốc đã có nhiều bình luận sung sướng hả hê. Cách đây ít lâu, mạng xã hội Việt Nam dậy sóng về câu chuyện 20 nhóm du khách Hàn Quốc gây khó dễ khi được chính quyền Đà Nẵng yêu cầu cách ly, sau đó lại lên truyền hình, tố điều kiện ăn ở tại Việt Nam là nghèo nàn dơ bẩn. Những hình ảnh chụp khu vực cách ly này sau đó được cộng đồng mạng Việt Nam chia sẻ rầm rộ. Trên trang mạng xã hội, cộng đồng mạng Việt Nam chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều. Cộng đồng mạng đa phần đều bày tỏ sự bất bình. Sau khi sự việc xảy ra, dân mạng hai xứ Việt Hàn liên tục có những pha cà khịa nhau. Và mới đây, trong khi Việt Nam xác nhận thêm nhiều ca nhiễm mới, thì cộng đồng mạng Hàn Quốc lại được một fan hả hê, họ liên tục lên các diễn đàn để mỉa mai câu chuyện này. Dù sao, trong 3 tuần mà chỉ có 16 người mắc là không thể tin được, lần này là người nổi tiếng nên bắt buộc phải công khai thôi. Ha ha, trò vui bắt đầu rồi, bọn tao cũng sẽ cấm chúng mày nhập cảnh. Cố gắng làm tốt nhé, quốc gia lạc hậu, kém phát triển ơi. Việt Nam, đừng cầu xin nước chúng tao trợ giúp nhé. Tao sướng quá, chính phủ Việt Nam ơi, sướng quá. Đừng có nhờ bọn tao giúp, bọn mày tự mà lo liệu đi. Hàn Quốc bị hơn 100 nước hạn chế nhập cảnh, hơn 6.000 người nhiễm bệnh, vậy mà lại đi nói xấu Việt Nam ở đây à, một người bình luận trái chiều. Sau khi những hình ảnh này được lan truyền, cộng đồng mạng Việt Nam không chịu ngồi yên. Đa phần đều thể hiện sự bức xúc. Khi dân hàng, nhưng lúc tình hình dịch bệnh Việt Nam đột biến xấu đi để môi móc,
đất nước nghèo kém phát triển, 20 ca và nhân dân tin tưởng vào lãnh đạo chính phủ Bộ Y tế đất nước phát triển, thượng đẳng. Phải chia cách anh Lìn, chị thượng đẳng bên đấy đọc được tất cả các bình luận của mọi người trong bài viết này để họ biết họ là những người ở quốc gia phát triển mà đã phát ngôn ngu ngục, không có não như thế nào. Nhiều ý kiến bày tỏ niềm tin vào việc chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh và phớt lờ những hành động cà khịa của dân hàng. Tuy vậy, cũng có người nói rằng cộng đồng mạng hai nước không nên gây thêm chuyện nữa. Được biết, sau vụ 20 du khách bị chuyện, đài truyền hình Hàn Quốc đã phải công khai xin lỗi. Tuy nhiên, có vẻ như hiềm khích của dân mạng hai nước vẫn chưa hề lắng xuống. Những nơi bị cách ly vì có liên quan đến ca nhiễm COVID-19 thứ 17, các trường hợp có liên quan tới nữ bệnh nhân bao gồm người đi cùng chuyến bay hay tiếp xúc gần với cô đều được yêu cầu cách ly để đảm bảo an toàn. Tính tới sáng 8 tháng 3, Việt Nam đã ghi nhận 21 người mắc COVID-19, trong đó có 16 ca khỏi bệnh và 5 người mới được phát hiện dương tính với COVID-19. Tất cả các bệnh nhân đều được đưa đi cách ly, trong khi các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân cũng phải cách ly để đảm bảo an toàn. Ninh Bình phong tỏa 2 khách sạn do có khách đi cùng bệnh nhân số 17 đang thuê phòng. Sáng 8 tháng 3, Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình thông tin về việc địa phương thực hiện cách ly đối với 2 khách sạn đều nằm ở huyện Hoa Lư, Ninh Bình do có đoàn khách du lịch người Anh đang lưu trú. Được biết, các du khách này được xác nhận là đã đi cùng trên chuyến bay hôm 2 tháng 3 với bệnh nhân nữ 26 tuổi, dương tính, tại Hà Nội. Thông tin do hãng hàng không cung cấp cho biết có 12 người có quốc tịch Anh bay cùng chuyến với nữ bệnh nhân mắc COVID-19 và toàn bộ những người này đã đi tới Ninh Bình để du lịch ngay sau khi nhập cảnh Việt Nam hôm 2 tháng 3. 8 người trong số đó tiếp tục di chuyển về Cát Bà, Hải Phòng để du lịch, trong khi 4 trường hợp còn lại vẫn đang ở trong các khách sạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nhận được thông tin về việc có khách đi cùng chuyến với bệnh nhân dương tính COVID-19 ở trên địa bàn, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã quyết định phong tỏa 2 cơ sở nghỉ dưỡng nơi họ đang lưu trú với 4 du khách người Anh cùng hơn 100 người, bao gồm cả quản lý, nhân viên phục vụ và các khách du lịch khác. Hiện sức khỏe của tất cả những người này đều hoàn toàn bình thường. Thành phố Hồ Chí Minh cách ly 2 người đi cùng chuyến bay với cô gái dương tính COVID-19. Tối 7 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết trên địa bàn đang có 2 người ở trong diện cách ly do có liên quan tới cô gái 26 tuổi dương tính COVID-19 ở Hà Nội. Cả 2 trường hợp đều có biểu hiện sốt và cần phải giám sát sức khỏe. Một trong 2 người là hành khách người Úc gốc Việt bay cùng chuyến với bệnh nhân nữ thứ 17, có biểu hiện sốt từ chiều 7 tháng 3 và đã tới bệnh viện khám lấy mẫu xét nghiệm. Người còn lại là người nhà của người Úc gốc Việt nói trên cũng có biểu hiện sốt khi cơ quan y tế xuống kiểm tra và được yêu cầu đi cách ly tập trung. 3 thành viên còn lại của gia đình dù chưa có biểu hiện gì nhưng cũng được vận động cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn. Hội An cách ly 36 du khách bay cùng chuyến với bệnh nhân nữ mắc COVID-19. Tại Hội An, 36 du khách lưu trú tại 16 khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã được yêu cầu cách ly do di chuyển cùng chuyến bay với cô gái Hà Nội dương tính COVID-19. Thông tin thêm về điều này, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An, Quảng Nam cho hay, số lượng cụ thể vẫn chưa chốt do có quá nhiều thông tin. Chính quyền Hội An rất nóng ruột và chờ đợi danh sách chuẩn xác hơn từ cơ quan công an. Những người ở trong diện cách ly sẽ được theo dõi sức khỏe trong vòng ít nhất 14 ngày. Cơ quan chức năng Hội An yêu cầu các chủ khách sạn rà soát các trường hợp đã có tiếp xúc gần với 36 du khách nói trên, đồng thời nhắc nhở nhân viên lễ tân nên có biện pháp phòng dịch và hạn chế tiếp xúc với người thân đồng nghiệp. Lộ trình di chuyển tham quan của hành khách từ khi tới Hội An cũng được yêu cầu cung cấp để có biện pháp xử lý tiếp theo. Đà Nẵng cách ly 4 hành khách đi cùng chuyến bay với bệnh nhân COVID-19. Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã tiến hành cách ly đối với 4 du khách di chuyển bằng tàu hỏa từ Hà Nội vào Đà Nẵng do có mặt trên cùng chuyến bay với cô gái 26 tuổi dương tính COVID-19. Đoàn du khách này gồm 2 người Phần Lan và 2 người đến từ Na Uy, hiện đang được chuyển vào bệnh viện để cách ly lấy mẫu bệnh phẩm. Hiện sức khỏe của tất cả du khách vẫn hoàn toàn bình thường, không ghi nhận triệu chứng nào của bệnh. Toa tàu nơi 4 người này đã ngồi cũng được cơ quan tiến hành khử trùng theo đúng quy định để đảm bảo an toàn. Quảng Ninh cách ly 10 người đi cùng chuyến với bệnh nhân số 17. Tại Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân địa phương đã xác định được 10 trường hợp, gồm 2 người Việt Nam cùng 8 du khách nước ngoài có mặt trên cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc COVID-19. Ngay sau đó, ngành y tế tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương cách ly và giám sát chặt chẽ về mặt sức khỏe đối với những người nói trên. Được biết, có 4 trong số 10 người đã từng có mặt trên tàu du lịch, nghỉ lại một đêm và đi tham quan Vịnh Hạ Long.
Ngay sau khi nắm bắt được thông tin, Sở Y tế địa phương đã cách ly toàn bộ tàu và các tàu thuyền viên, tiến hành phụ khử trùng tàu cũng như khu vực cảng tàu quốc tế Tuần Châu để hạn chế tình trạng lây nhiễm bệnh. Trước đó, ngay sau khi bệnh nhân thứ 17 được xác định dương tính, khu vực từ số nhà 125 đến 139 trên phố Trúc Bạch đã nhanh chóng được phong tỏa để đảm bảo an toàn. Phía bệnh viện Hồng Ngọc nơi bệnh nhân tới khám ban đầu cũng được đưa vào diện phải cách ly. Ngoài ra, do lái xe của cô gái nhiễm bệnh nên những nơi mà lái xe nói trên từng đi qua cũng được cách ly để đảm bảo an toàn. Những người có tiếp xúc với nữ bệnh nhân từ khi cô gái trở về Việt Nam đều được yêu cầu phải theo dõi sức khỏe chặt chẽ, báo ngay với cơ quan chức năng nếu có dấu hiệu bất thường. Toàn bộ các trường hợp có liên quan đến nữ bệnh nhân 26 tuổi mắc COVID-19 ở Hà Nội đều đã được cơ quan chức năng rà soát, lập danh sách và yêu cầu đi cách ly để đảm bảo an toàn. Việc cần làm nhất lúc này đó là tất cả mọi người nâng cao ý thức phòng dịch, bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh.